cũng hơi một tò mò chút xíu, tại sao em lý do vì sao mà em lại còn một cô gái rất là trẻ mà em lại không muốn yêu nữa, hay là em có một cái điều gì đó? Tại vì có vỏ bọc quá, có rất là nhiều cái điều trên cuộc sống này, trên nhất là chúng ta làm trong lĩnh vực giải trí nữa, thì chúng ta phải nói chung là cần yêu, cần nhiều cái điều mà nó thăng hoa chút xíu. Thì tại sao em lại nhốt mình trong một vỏ bọc như vậy? Một câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu. Ba em mất lúc em 18 tuổi. Ừ. Và gia đình em lao đao. Ừ. Lúc đó em có một tình yêu và đã bỏ rượu hỏi cưới xong hết rồi. Và em xác định là em cần phải làm gì vào thời điểm đó. Và em quyết định là bỏ cái tình yêu đó để mà đi tìm kiếm cái tương lai và cái gì đó để mà bảo vệ cho gia đình. Và khi em thành công rồi, cũng là lúc em yếu đuối nhất. Em chọn cách là em tìm một người đàn ông để dựa dẫm vào. Và cuối cùng họ biến mất. Và sau những chuỗi ngày kế tiếp là em bắt đầu em thế vào những cái vị trí đó. Kiểu người này đi rồi mình thế tiếp người này. Mình cho phép cái trái tim mình rung động với bất cứ một người nào mình gặp. Mình có quyền mình yêu người nào đó mà mình không cần quan tâm cái gì hết. Tiền bạc vật chất, thậm chí anh nghèo hơn em có thể nuôi anh được. Nhưng đổi lại là gì? Mình là người tổn thương. Và cuối cùng làm gì? Cuối cùng trách nhiệm của người phụ nữ để tiếp tục tồn tại là mình phải mạnh mẽ và mình phải tạo cái vỏ bọc cho mình. Vì nếu như cứ tiếp tục như thế thì chính mình là người giết mình, mà không đổ lỗi cho đàn ông mình. Tại sao anh lại tổn thương em được, đúng không? Ôi không khóc nữa. Thực ra chị hiểu cái điều mà nam em vừa nói. Bởi thực ra tất cả bốn, em nghĩ là bốn người ai cũng đang ngồi trong bàn này đều đã từng trải qua cái cảm xúc đó. Tức là mình muốn dựa vào ai đó đôi khi không vì cái gì hết. Chính vì thế em cũng yêu những các bạn ít tuổi hơn. Bởi vì em đôi khi em yêu không vì cái gì hết mà cũng đã đem về rất là nhiều cái đau khổ. Thật ra những điều mà em chia sẻ anh rất là hiểu luôn. Tại vì anh cũng từng trải qua những điều đó rồi. Và tới một lúc đó mà mình muốn, tức là nó chạm cái điểm của mình á, chạm cái điểm mà mình cảm thấy là đau khổ nhất á, thì tự nhiên mình sẽ giống như là mình lột bỏ cái kén nó ra, mình làm một người khác thôi. Có một cái câu rất là hay là nếu như chúng ta cứ suy nghĩ tới những điều tiêu cực hoài á, thì tự nhiên cái con người mình cũng sẽ lúc nào cũng buồn hết. Còn nếu như mình suy nghĩ tích cực, mình suy nghĩ còn rất là nhiều điều chờ đợi mình, thì tự nhiên mình sẽ sáng lên thôi, mình tích cực thôi. Nên là anh mình vẫn là suy nghĩ tích cực vì mình lạc quan và mình còn sống, mình còn tồn tại. Nhưng những cái dư chấn nó để lại nó vẫn còn nằm ở trong đây và nó cần thời gian. Đó. Giống như anh nói là yêu người từng trải, em dám không? Chắc chắn em make sure em cần điều đó. Vì sao? Em là người đã quá nhiều tổn thương rồi, tổn thương tới mức về tinh thần lẫn về thể xác và phải luôn cả về. Không, nhưng mà anh nghĩ là em chưa gặp đúng người á, đúng không sao? Thực ra mà nếu mà mình gặp đúng người của mình á là chắc chắn là đây, mình sẽ vui vẻ. Nam em chính là cái đối tượng cần nhất, cái một người vững chạc trưởng thành, cái người đủ mạnh mẽ để đập bỏ cái vỏ bọc đó của em. Không, nhưng mà tới thời điểm này em nhận ra một điều là tình yêu nó không đem lại hạnh phúc cho em. Và em chỉ có thể hạnh phúc được khi em thành công, em bảo vệ gia đình. Chứ đối với em, tình yêu bây giờ nó vô nghĩa lắm. Xin lỗi mọi người. Không sao ra, chúng ta nói ra mới biết được cảm xúc của mình, không sao. Năm em ấy, em đã từng trải qua và để đến ngày hôm nay em mạnh mẽ thì em cũng đã từng như thế. Mình sẽ sợ á, mình buồn một lần nữa, đau khổ lần nữa. Nhưng mà thật ra anh chia sẻ thật sự nha, là thật ra mình sau khi mình vượt qua được điều đó rồi á, mình đến với một cuộc tình khác, một người khác á, mình cũng yêu lại như từ đầu à. Mình cũng vui vẻ, mình cũng cảm xúc như vậy à, nên mọi người cứ yên tâm đi. Còn rất là nhiều cái điều vui, điều hạnh phúc, điều người mới mẻ, đó là cái điều chia sẻ thật sự của một người đàn ông từng trải yêu nhiều á. Thật sự bây giờ anh rất là thèm yêu luôn, tại vì mỗi lần yêu rất là vui. Nhưng cá nhân anh còn sức khỏe. Còn yêu tới mức độ mà em ảnh hưởng tới sức khỏe em nó khác, anh hiểu không? Mà những ngày em phải đấu tranh để em tiếp tục sống. Em thèm yêu lắm, em nói thật em rất thèm yêu. Nhưng em quá yêu, em quá cảm xúc, em sống rất cảm xúc. Và đó là con dao hai lưỡi, đưa em tới con đường thành công, cũng là con dao đẩy em đi xuống cái địa ngục đó.
Em ở cái địa ngục đó mọi người biết bao lâu chưa? Thôi bây giờ chuyện qua rồi, chúng ta chia sẻ để mà chúng ta hiểu nhau hơn. Nhưng mà em okay. không có kể lễ đây, em không, xin lỗi mọi người, em không kể lễ. Nhưng mà giống như em kiểu em mắc nợ đàn ông á, em hiểu không? Em mắc nợ đàn ông. Kể cả anh luôn hả? Còn anh giống như anh mắc nợ phụ nữ. Không. Không, thực ra nha, thực ra anh nói vậy nè, yêu nhiều là tốt, không có gì đâu. Yêu nhiều mình mới có cảm xúc con người mình mới là cảm thấy là, tại vì những người mà họ yêu họ không biết yêu á, không yêu được nữa mới mệt đó, họ không yêu được nữa mới mệt đó, còn mình còn đang khổ. Em nói mà anh mắc nợ phụ nữ là anh không đồng ý, tại vì đối với anh á, dù cho yêu bao nhiêu lần hay là dù phụ nữ họ có làm cho mình buồn, làm cho mình thất vọng, làm cho mình mất hy vọng thì chưa bao giờ anh nghĩ là mình mắc nợ họ hết. Mà đó đều là những cái khoảnh khắc mà mình trải qua trong một mối tình. Một mối tình không thể nào lúc nào cũng vui được hết. Không thể nào hai đứa ngày nào cũng nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, đi xem phim rồi lúc nào cũng vậy. Nó phải có những cái cảm xúc buồn, ghen rồi thậm chí là cả đau khổ nữa thì mới gọi là tình yêu. Nên là mình chấp nhận. Anh nói anh không thấy mắc nợ thì em không đồng ý. Bởi vì tình okay. yêu khi mình không còn yêu nữa, mình không còn yêu nữa thì mình sẽ chuyển sang hận nếu mình yêu nhiều. Nhưng mà anh lại thấy là em đang mắc nợ tình yêu chứ không phải là mắc nợ cái người đàn ông đâu. Thì em đang nói là mắc nợ tình yêu. Hỏi không không thì rất là khó. Thật sự luôn á, tình yêu thật sự là không quan tâm gì đâu. Không có quan tâm quá khứ hay là em như thế nào đó, chỉ muốn là làm những điều tốt nhất cho em thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Khi mà yêu bất kỳ người nào cũng muốn làm những điều tốt nhất, đẹp nhất, lãng mạn nhất cho họ thôi. Và anh cũng, mặc dù anh đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng mà anh luôn luôn cố gắng giữ cho mình không được chai lì cảm xúc. Cái điều đó là cái điều mà giết chết một cái con người, một cái tình yêu á. Khi mà em chai lì cảm xúc rồi á, tự nhiên em làm cho có, hay là không có còn cảm xúc hồi hộp hay là gọi là tim đập á. Làm bất cứ việc gì cũng như nhau. Ừ, đó, nên là mình nên giữ cảm xúc của mình. Ok, nãy giờ thì chúng ta chia sẻ rất là nhiều cảm xúc của mình và hiểu người từng trải, và anh muốn hỏi từng người là tụi em dám hay không, và nếu mà được thì tụi em có thể chia sẻ cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình là về cái việc yêu người từng trải như thế nào và dám như thế nào. Thôi chắc anh hỏi xa trước đi ha. Với em á thì em rất 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 là thích yêu những người từng trải. Dĩ nhiên em sẽ không giới hạn cái độ tuổi, không có dựa vào cái độ tuổi để mà mình nói người ta có từng trải hay không. Đúng rồi. Chỉ là dựa vào những cái điều người ta hiểu biết, cách người ta cư xử với một cô gái, với mọi người xung quanh như thế nào. Thì yêu người từng trải chắc chắn là mình sẽ có được những cái thuận lợi, như là người đó sẽ luôn nghĩ về mình, luôn lo lắng cho mình và luôn muốn làm cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Đúng rồi. Thì họ hiểu về con gái nhiều hơn và họ sẽ biết cách nào đó để giữ được cái tình yêu này nó luôn nóng. Đúng rồi. Em thích một cái tình yêu nó luôn nóng vậy, cảm xúc nhiều hơn. Vậy là em dám không? Em dám, tại vì có nhiều người nói là yêu những người đàn ông từng trải, trầm tính, điềm đạm thì rất là chán, mà không hề. Đúng. Khi mà bước vào cái cuộc yêu rồi đó, con người từng trải đó họ rất là nồng nàn. Đúng rồi. Còn em? Em nghĩ tình yêu nó là cảm xúc, nó không phân biệt là người từng trải hay người không từng trải. Khi mà cảm xúc mình đủ thì cho dù người đó làm gì mình cũng yêu người ta. Là em cũng chọn dám yêu luôn. Dạ. Chứ có dám hay không thôi. Thực ra em nói thật, em cũng trải qua quá nhiều điều trong cuộc sống, quá nhiều người. Cho nên là em ngoài cái suy nghĩ cho bản thân mình ấy, em phải suy nghĩ cho cả những người xung quanh mình nữa. Đôi khi em không muốn yêu xong rồi lại ảnh hưởng đến công việc, hoặc là em không muốn kết hôn bởi ảnh hưởng đến công việc, mình sẽ không thể lo cho gia đình được. Nhưng đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì em nghĩ là mọi thứ nó cũng đã ổn hơn rồi, và em cũng bắt đầu tìm cho mình một cái gì đấy ổn định. Em vẫn yêu, nhưng mà gặp một người lớn tuổi, em nói thật, em muốn nhưng đúng là em chưa dám. Chưa dám, là không. Rồi, vậy là ngày hôm nay vậy là có hai cô gái là dám, hai cô gái không dám. Cô gái này khỏi hỏi chắc không luôn rồi. Chưa hỏi sao biết trời. Nhưng mà anh nghĩ là không đâu, em chưa mở lòng được đâu. No. Chỉ khi người ta đã nói người ta đàn ông từng trải, em dám yêu hay không? Vậy em hỏi anh là nếu một người phụ nữ từng trải và quá nhiều tổn thương thì anh có sẵn sàng bảo vệ họ hay không? Sẵn sàng. Và thậm chí họ bị bệnh, và họ có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe và cuộc sống.
anh có sẵn sàng hy sinh thời gian của mình để bù đắp cho người ta không? Quan trọng nhất là hai người có đủ tình cảm hay không.